Chiếu sáng trên con, tỏa ra thứ ánh sáng của sự bình an mà loài người không thể hiểu nổi. Con đang bị vây bọc bởi vô số những khó khăn trở ngại, nhưng con cũng đang được đối diện với ta, sự bình an của con. Con sẽ được an toàn chừng nào con bám chặt lấy ta. Nếu mắt con chỉ chăm chú vào những khó khăn trở ngại, con sẽ chìm xuống vì những gánh nặng con đang vác trên vai. Nếu thấy mình bắt đầu chìm xuống, hãy gọi: Chúa Giêsu ơi, hãy giúp con, và ta sẽ cứu con lên. Càng gần với ta, con sẽ càng được an toàn. Hoàn cảnh quanh con có thể chao đảo như mặt biển với những cơn sóng dữ dội đang từ đằng xa đến gần. Mắt con hãy theo dõi ta, đấng không bao giờ thay đổi. Khi những cơn sóng đó ập đến chỗ con, ta sẽ thu nhỏ chúng theo ý mình. Ta luôn ở bên cạnh con để giúp con đối đầu với những cơn sóng của ngày hôm nay. Tương lai như một bóng ma tìm cách ám ảnh con. Hãy cười nhạo tương lai, hãy ở sát bên ta. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giêsu. Nhưng khi gió thổi, Phêrô hoảng sợ, suýt chìm xuống nước la lên: Chúa ơi, xin cứu con! Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.